Hi, xin chào các bạn ha. Hôm nay mình sẽ review lại công nghệ anodize nhôm vỏ điện thoại iPhone cho các bạn xem ha. Thì trước mắt mình xin trình bày một số ý ngắn như sau. Tại sao mình lại làm cái phương pháp này? Bởi vì là nhôm là xu hướng của công nghệ rồi. Các cái hãng điện thoại nổi tiếng trên thế giới đều thay thế dần những vật liệu bằng nhôm, thay thế cho nhựa, cho sắt. Vì vì tính năng ưu việt của nó là bền nhẹ, dễ tạo hình, đặc biệt là dễ tạo hình và mềm. Ngoài ra thì họ sử dụng công nghệ anode nhôm để tăng cái độ cứng cho nhôm và có thể nhuộm màu để trang trí màu sắc, ví dụ như gold, silver, gray, red, black, vân vân, rất nhiều màu silver đó. Thì sau đây mình sẽ review lại cho các bạn xem ha. Thì quy trình của nó thì đây là những cái sản phẩm mà trước đây mình đã từng làm và mình để lâu quá thì nó hơi bị dơ, do đó mình sẽ review lại đó. Thì chắc mình phải đi xé ra bỏ cái lớp anode cũ ra, rồi sau đó mình sẽ làm lại. Thì nó có những cái bước như sau: nhất là bước xé lớp vỏ cũ, bước thứ hai là đi xử lý bề mặt qua 10 công đoạn: đục, gò, đẽo hàn, đắp thịt, vân vân, chà nhám, chà xước, đánh highlight, lap pin, rồi sau đó mình đi phun các miệng bề mặt lại, rồi bước cuối cùng là mình đi anode và nhuộm màu cho nó. Thì mình đang cầm trên tay là sản phẩm màu silver, sản phẩm mà trước đây mình từng làm. Đó thì nó cũng rất là đẹp. Tuy mình là mình để 1 năm rồi nhưng mà rất là bền và chắc, vì chất lượng anode bên mình là nói chung là high quality, chất lượng cao đó các bạn. Các bạn lưu ý rằng là chắc cái dòng iPhone sau này là táo rời nha. Chỉ có iPhone 5S về trước thì táo nó mới là liền trên phôi. Và cái công nghệ đó thì mình đã đi qua Trung Quốc học, và mình hầu như mình là người duy nhất ở Việt Nam biết về công nghệ về làm táo liền trên bề mặt. Thì nó liên quan đến kỹ thuật sơn và khắc laser vân vân, thì ở đây phức tạp mình không thể nói. Còn sau này các dòng iPhone 6S trở lên thì họ làm táo rời, và cái táo này là làm vỏ bằng vỏ bằng mạ PVD. Thì nếu các bạn đam mê thì mình sẽ giới thiệu thêm về công nghệ PVD cho các bạn ha. Và đây là một số hình ảnh về các sản phẩm của công ty mình đã làm trước đây, rất là nhiều, đủ các loại thành phần màu sắc đó. Ngoài ra thì mình có làm về độ iPhone, kiểu như là iPhone 6 lên iPhone 8 đó, hoặc là nhuộm các cái màu sắc như khác mà trong cái range mà chúng nó không có. Thì các bạn nhìn thấy rất là đẳng cấp và sang trọng ha. Đây là mình kiểm soát màu bằng máy đo màu. Máy này thì giúp chúng mình kiểm soát màu nó đồng bộ hơn, đồng đều hơn trong một lót. Rồi, bước đầu tiên là chúng ta sẽ xé cái lớp anodize cũ. Nó có màu đó, chúng ta cần phải xé ra. Thì các bạn dùng dung dịch sút đơn giản thôi đó. Ở nhiệt độ thường, các bạn ngâm khoảng 3 đến 5 phút thì cho nó sôi bùng lên. Khoảng 30 giây thì cái lớp anode cũ nó sẽ ra hết. Các bạn thấy ha, sau khi mà cái sản phẩm mình đã xẻ ra cái lớp anode cũ thì bây giờ nó chỉ còn là nhôm thôi. Nó không có không còn cái lớp anode cũ nữa ha. Và các bạn nhìn kỹ nè, tại cái điểm này nó có những cái vết xước trên bề mặt ha. Rồi bây giờ bước tiếp theo là mình sẽ chà nhám bề mặt nó ha, chà xung quanh những cái này để cho nó bằng phẳng đi. Thì mình đang sử dụng cái nhám Nhật Hàn B1000 là cái nhám cực mịn ha. Rồi thank you.
Đây là một sản phẩm đã được xử lý mặt hoàn thiện bánh cáp đẹp. Sản phẩm để chuẩn bị quy trình sản xuất bên mình. Thì bây giờ mình sẽ làm anode và dùng một cái màu gì đó từ khách hàng. Rồi sau khi mình sealing lắp lỗ đó các bạn, thì mình lấy ra sản phẩm của mình ha, uống nước, rồi đem vào phòng QC ha để kiểm tra. Vâng thưa các bạn, đây là sản phẩm bộ iPhone sau khi đã được anode hóa và nhuộm màu ra ha, anh nhìn rất là đẹp, rất là bóng loáng, bắt mắt ha. Các bạn nhìn.